Ok, xin chào tất cả anh em một lần nữa, và sẽ không có gì hơn kính chúc anh em một buổi tối xem live dễ năm ơi. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục soi xét đồ của cầu thủ tăng trưởng môn em ơi, cho anh em xem ở tháng 8 này là ai nha anh em. Đó là anh Tùng, anh Tùng anh em ơi, Exonly 121 anh em. Đó, em ơi tăng trưởng môn, anh em cùng xem sơ qua nha. Đây, hiện tại nghe mời Jolie 121 đang sở hữu cho mình những trang bị như thế nào, đồ đạc ra sao. Hiện tại đang top 6 thế giới nha nè. Hiện tại đang sở hữu một cái nón định quốc 30, một áo định phất 50, một cổ tay kim quang 25-40 mắt ộp. Đa số những món mắt ộp kèm với một cặp bòi tóc nội 19. Và với tóc nội này kèm với 65 của cái móc của chống phái thì ạc này đạt móc 81 nha nè. 81 tóc là đánh nội công và hướng trưởng, phun kháng lôi, kháng băng, kháng lôi làm chậm, và một giao chiền kháng cả 18, kháng lôi 20, và một ấn kháng lôi 25, một cái trang sức kháng cả 5, và một cái mặt nạ tăng thiên tử. Cái mặt nạ thiên tử nha mọi người. Anh có một cái trang, anh có một cái ấn tăng trưởng môn một cấp nữa. Với cái này hai cấp nữa là 3 cấp nè. Kèm với phi phong này nữa là 4 cấp. Kèm với càn khôn hai cấp nữa là 6 cấp. Ôi. Rồi kèm với số hàng ban nữa 7 cấp. Nếu như kèm theo một vòng ban hồi nữa thì ạc này có thể lên đến 8 cấp này mà. 8 cấp kỹ năng 9x. Quá dữ luôn nha nè. Quá kinh khủng. Rồi. Thì hiện tại anh em nhìn sơ qua thì set đồ thì Khải sẽ cho anh em xem sơ qua set đồ này. Thì bao tay này thì ảnh đấu giá top 2. Thường thường thì bao tay này nằm giá khoảng hơn 10 triệu năm. Hạn sử dụng 5 tháng nha nè. Hạn sử dụng 5 tháng thì hơn 10 triệu thì một tháng trung bình khoảng mất 2 triệu nha nè. Để mà sở hữu được bao tay này. Rồi cái nón định quốc cực phẩm này hồi xưa thì anh mua khoảng vài triệu á, mà tầm này thì rẻ rồi nè mà. Tầm này thì đỡ sở hữu những món này chắc cũng tầm Khải ngờ chắc hơn 2 triệu là có rồi. Còn trung bình thì những cái món thường thường thì khoảng tầm 300-400 nghìn, 500 nghìn, 600 nghìn, 1 triệu là có một cái này. Tùy theo cái option. Và một áo định quốc cực phẩm. Áo này thời điểm bây giờ thì cũng khá rẻ thôi nè. Nó cũng không có thứ bằng thời đầu tiên. Thời đầu thì cái áo này trị giá hơn 5 triệu đó nè. Tầm này rẻ khoảng 1/2 giá nè. Giá trị này hồi anh mua khoảng hình như là, nhớ không lầm là hồi mua 4 triệu hơn thì phải. Đó. Đai lưng này thì bình thường. Đôi giày này thì anh mua cũng khá là bình thường. Đôi giày này khá đẹp nè, kháng lôi 30. Đôi giày này chắc cũng vài trăm nghìn. Cây vũ khí này làm chậm sinh lực, lực cũng tương đối như nhau thôi. Mấy cây này thì cũng rẻ nè mà. Rồi, cái nhẫn này mà quan trọng là nhẫn này kháng lôi 30. Nhẫn này ở đầu server thì một nhẫn tương đối như vậy là khoảng tầm 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu nè. Rồi, tiếp tục là một cái nhẫn kháng lôi 29. Đó. Kháng lôi 29 này cũng tương đối như vậy. Mà tầm này thì rẻ nha nè. Tầm này thì rẻ rẻ nhưng mà đỡ sở hữu những món mắt những này hiếm lắm nè, không có nhiều nha. Rồi, kèm với một ngọc bội nội công 19 đỡ đặt móc 81. Thì cái ngọc bội này trị giá chắc hôm trước anh mua chắc hơn 2 triệu rưỡi 3 triệu gì đó nè. Đó. Ở con bông tiêu này thì hiện tại server đang có trị giá khoảng 10 triệu nè. Khoảng 10 triệu con bông tiêu này nha nè. Tính tổng sơ qua sơ đồ của anh Tùng sau khi lên tăng trưởng môn thì em cũng biết thì ạc nghe mây này thì theo khả dự đó thì trên dưới hơn gần 35 củ nè mà. Chưa nói ạc mắt sách vỡ này nọ nữa cho nói nè. Gần 35 củ. Gần 35 củ. Rồi ok, đợi Khải vô nè mà. Anh em đang xem đừng quên ở lại video một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi.